Khắc Công xin chào mọi người. Chào đón mọi người đến với series chuyện cười của Khắc Công. Câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay có tên là Sai giống nhau. Thầy giáo nói với một bà mẹ học sinh: Thưa bà, tôi rất lấy làm tiếc phải thông báo cho bà biết là con trai bà đã nhìn vào vở của bạn. Khi tôi ra bài làm trên lớp, con bà đã chép bài của bạn. Dạ thầy nói gì tôi chưa hiểu, vì cả hai đứa mắc những lỗi giống nhau. Thưa thầy, có thể là đứa bạn kia đã chép bài của con trai tôi. Thưa bà, đáng tiếc không phải như vậy. Tôi đã ra câu hỏi các em biết vị trí của quần đảo Acores không? Đứa bạn của con bà đã ghi em không biết, và con trai bà ghi em cũng thế. Vãi cả em cũng thế. Em cũng thế. Cứ như kiểu nói chuyện. Câu chuyện tiếp theo có tên là Ngựa chết nhiều quá. Vị đại tá đi một vòng để kiểm tra nhưng không thấy người lính nào trong trại. Một lúc sau, một người lính vội vàng chạy đến thở hổn hển nói: Xin lỗi thưa ngài, hãy cho tôi giải thích. Tôi đã có một cuộc hẹn nhưng bị trễ một chút. Tôi chạy ra trạm xe buýt nhưng không kịp. Tôi đã mướn một chiếc taxi nhưng giữa đường thì bị bể bánh. Lúc ấy tôi tìm thấy một trang trại và mua được một con ngựa, nhưng chạy một lúc thì nó lăn ra chết. Tôi phải chạy suốt 10 dặm đường và cuối cùng đã về tới đây. Vị đại tá tỏ vẻ hoài nghi nhưng biết không làm gì được, ông cho anh ta đi. Một lúc sau thêm 8 người lính xuất hiện trước mặt ông. Ông hỏi tại sao lại về trễ, và họ nói y như người lính đầu tiên: Xin lỗi thưa ngài, hãy cho chúng tôi giải thích. Tôi đã có một cuộc hẹn nhưng bị trễ. Tôi phải chạy suốt 10 dặm đường và cuối cùng đã về tới đây. Vị đại tá nhìn họ đầy ngờ vực nhưng vẫn cho cả bọn đi. Đúng lúc này, người lính thứ 9 vội vàng chạy tới, người đầy mồ hôi: Xin lỗi thưa ngài, hãy cho tôi giải thích. Tôi đã có một cuộc hẹn nhưng bị trễ một chút. Tôi chạy ra trạm xe buýt nhưng không kịp. Tôi đã mướn một chiếc taxi nhưng... Để tôi đoán coi nào, vị đại tá cắt ngang: Chiếc xe bị bể bánh phải không? Không ạ, người lính nói. Có quá nhiều con ngựa chết trên đường đi. Mất rất nhiều thời gian để vượt qua chúng. Có quá nhiều con ngựa bị chết trên đường đi mà rất nhiều thời gian để vượt qua chúng. Chất bọn này thông đồng hay đấy. Câu chuyện tiếp theo có tên là Khuyết điểm. Thầy giáo đánh thức Tí đang ngủ gật. Thầy giáo: Tí, em có biết em mắc khuyết điểm gì không? Tí: Thưa thầy, ngủ không mắc màn à? Ngủ không mắc màn là thành khuyết điểm. Câu chuyện tiếp theo là Tấm hay là cám? Đẹt đang ngủ mơ màng, bỗng: Giáo viên, Đẹt qua câu chuyện vừa đọc em thấy ghét nhân vật nào? Tấm hay cám, vì sao? Đẹt lắp bắp: Dạ thưa cô, em ghét cám hơn vì ngày nào em cũng phải nấu cám lợn. Giáo viên: Trời đất. Vâng, một thanh niên ngủ trong lớp và trả lời rất là quách tỉnh: Vì ngày nào em cũng phải nấu cám lợn nên em ghét cám. Câu chuyện tiếp theo có tên là Thời hiện đại. Hai người đàn ông chuẩn bị làm bố gặp nhau ngoài phòng chờ của bệnh viện phụ sản. Đồng cảnh ngộ nên họ mau chóng trò chuyện tâm đầu ý hợp. Anh tin không? Một người nói: Hôm nay là ngày đầu tiên trong chuyến du lịch của chúng tôi, thế mà cô ấy lại lên bàn đẻ. Thế có gì mà anh phải phàn nàn? Người kia nhún vai: Đây là tuần trăng mật của chúng tôi. Vâng, hai cái sừng gặp nhau, một câu chuyện rất là hay. Chuyến du lịch đầu tiên của chúng tôi mà cô ấy lại đẻ. Tuần trăng mật mà đã đẻ rồi thì hiểu là các bạn hiểu là chưa mần gì mà đã đẻ là hiểu rồi đó. Toàn các thanh niên yêu thích
việc đổ vỡ. Đổ vỡ. Câu chuyện tiếp theo tên là Kinh nghiệm. Cô gái nọ tỉ tê với mẹ: "Mẹ ơi, cái anh chàng ở đầu phố hễ thấy con đi đâu là lẳng nhẳng bám theo con, khiến con rất bực mình." Bà mẹ liền đáp: "Lần sau muốn khỏi bị quấy rầy, con hãy rẽ vào một quầy hàng nữ trang nào đó." Đúng rồi, quầy hàng nữ thì làm sao mà làm sao mà nam vào được. Câu chuyện tiếp theo có tên là Vô địch World Cup. Một ngày nọ, Beckham, Văn Quyến và Thong Lao nằm mơ lên thiên đàng. Beckham hỏi Chúa: "Chúa ơi, bao giờ nước Anh vô địch World Cup?" Chúa nói: "Không lâu nữa đâu, 10 năm đổ lại con à." Beckham nói: "Ồ, lúc đó con già mất rồi." Thong Lao hỏi Chúa: "Bao giờ Thái Lan vô địch World Cup?" Chúa nói: "100 năm nữa con." Thong Lao nói: "Lúc đó chắc con đã chết rồi." Văn Quyến hỏi Chúa: "Bao giờ Việt Nam vô địch World Cup?" Chúa trả lời: "Lúc đó tao đã chết rồi." Và vẫn Việt Nam bây giờ sắp đá World Cup đến nơi rồi. Chúa này, thằng này là lỗi, câu chuyện là lỗi thời rồi. Việt Nam bây giờ không phải như Việt Nam ngày xưa đâu. Câu chuyện tiếp theo có tên là Nhắm một mắt. Hai anh em đang chơi trò bắn súng, bỗng người em hỏi: "Em, tại sao khi bắn súng người ta lại nhắm vào một mắt của anh nhỉ?" Nhắm một mắt vào anh nhỉ? Anh trả lời: "Sao mà em ngốc vậy? Nếu mà nhắm cả hai mắt thì còn thấy gì nữa mà bắn." Nhắm cả hai mắt thì còn thấy gì nữa mà bắn. Câu chuyện tiếp theo có tên là Đẹp và bay bướm. Một anh bạn trẻ đi xem triển lãm tranh với vẻ thích thú tò mò. Thấy vậy họa sĩ hỏi: "Anh thấy tranh tôi vẽ thế nào?" "Rất thích." "Thích ở chỗ nào?" "Chữ ký của anh đẹp và bay bướm quá." Bây giờ xem tranh rồi cũng thích chữ ký là hiểu là tranh xấu ở nào rồi. Hoặc là tranh quá trừu tượng, nhận không ra đẹp ở chỗ nào. Câu chuyện tiếp theo có tên là Hai con quỷ rưỡi. Trong cửa hàng thời trang, người đàn ông chỉ vào áo khoác và hỏi giá: "Cô bán hàng nhanh nhỏ $1,000 thưa ông." "Quỷ thật, còn chiếc bên cạnh?" "Thưa, hai con quỷ rưỡi ạ." Hai con quỷ rưỡi là 2,5 nhân với $1,000 là 2,500. Hai con quỷ rưỡi. Hay. Một pha đối đáp rất là hay của người bán hàng. Vâng, câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay, một ngày Hà Nội rất là nóng. Câu chuyện có tên là Xác định khả năng xấu nhất. Khi bệnh của ông tỷ phú không còn hy vọng chạy chữa gì nữa, bác sĩ nói với cô vợ trẻ: Bà cần chuẩn bị tinh thần đón nhận khả năng xấu nhất có thể xảy ra. Cô vợ vẫn đang chìm trong suy tư, mắt nhìn xa xôi lẩm bẩm: "Vâng, lũ con ông ấy đòi thừa kế phần lớn số tài sản. Tôi đã xác định giành được một nửa là may rồi." Trời ơi, tình nghĩa vợ chồng chỉ còn mỗi tài sản thôi sao? Câu chuyện cười đau xót của những tên tỷ phú. Vâng, video hôm nay của Khắc Công đến đây là hết. Tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong series chuyện cười tiếp theo của Khắc Công nhé.